Chào mừng các bạn đến với thể thao giải trí tổng hợp. Mời các bạn xem kết quả bóng đá hôm nay. Champions League 2021 lượt đi vòng bán kết. Rạng sáng nay, trận bán kết thứ hai lượt đi Champions League 2021 đã kết thúc trên sân Paris Saint-Germain. Man City đã có chiến thắng trên sân khách với tỷ số 2-1. Lượt về sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 5 tháng 5. Trận bán kết trước đó cũng trên sân khách, Chelsea có trận hòa trước Real Madrid với tỷ số 1-1. Lượt về của trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 6 tháng 5. Như vậy là cả hai đại diện Premier League, Chelsea lẫn Man City đều có lợi thế rất lớn trước trận lượt về. Các bạn nhớ nhấn like và đăng ký theo dõi thể thao giải trí tổng hợp để cập nhật tin tức bóng đá mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.